Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Ngân sẽ review đến cho những bạn nào mà có làn da bị mụn và làn da dầu và sử dụng nhiều mỹ phẩm rồi nhưng mà da vẫn không trắng. Thì rất nhiều các bạn hỏi Ngân một câu là da em bị da khô nè, hoặc là tình trạng da dầu và bị mụn và bị nám, thì mỹ phẩm bên Encollagen chị Ngân có dòng sản phẩm nào mà chuyên và điều trị cho làn da em hay không? Thì hôm nay Ngân sẽ làm riêng những cái đoạn clip hướng dẫn cho các bạn về cái sản phẩm nào thì chuyên về trị cho da nào nha. Hôm nay thì Ngân sẽ làm về cái tình trạng là da, thứ nhất là da dầu và tình trạng da các bạn bị mụn và bị nám. Và những cái tình trạng da đó thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm nào. Đây, trước mắt Ngân sẽ cho các bạn xem về hai cái sản phẩm. Đây là combo phay tím. Thì nhiều chị em hỏi Ngân là da em thích hợp cái sản phẩm nào và xài cái nào ok như thế nào đó. Thì đôi khi công việc nhiều quá Ngân không có check từng cái tin nhắn các bạn được, nên Ngân sẽ làm tóm gọn vào một cái video như thế này, các bạn xem để mà nắm rõ hơn nha. Trên tay Ngân đang cầm và một đây là một phay tím và đây là một serum collagen tươi. Thì hai sản phẩm này thích hợp cho làn da bạn nào mà làn da da dầu, làn da các bạn đổ dầu nhiều và sử dụng mỹ phẩm lên thì bị loang lỗ đó, thì các bạn sử dụng cái dòng kem này nó sẽ kìm dầu cho da mình và nó cho da mình rất là thông thoáng. Và bạn nào mà bị mụn nè, mụn ẩn nè, mụn màu đen nè và lỗ chân lông to và da không điều màu và da các bạn bị sậm dạng như bị nám nhẹ và da sử dụng hoài mà vẫn không trắng được những cái dòng sản phẩm khác, thì đây là combo mà Ngân nên khuyên các bạn sử dụng. Bây giờ Ngân sẽ test cho các bạn xem nha. Đây là serum nha các bạn. Đây là serum. Rất nhiều chị em sử dụng mỹ phẩm mà bỏ qua cái bước serum. Thì serum là một cái dòng sản phẩm chuyên làm cho làn da của mình trẻ hóa. Sau tuổi 25 là da mình bắt đầu thiếu hụt collagen rồi, nên các bạn cần phải bổ sung collagen càng sớm càng tốt. Vì đó là sử dụng collagen tươi rất là tốt nha. Đây là serum collagen tươi. Công dụng là bổ sung collagen và giúp làm trắng hồng da của mình và những cái vết nhăn do cái làn da tuổi tác của mình thì nó sẽ xóa nhòa luôn và da mình nó sẽ cải thiện rất là hay. Trước khi xài kem thì Ngân sẽ thoa serum trước nha các bạn. Đây, các bạn thoa serum ra những cái điểm mà mình cần thoa. Đây là serum lạnh collagen nên khi mà thoa lên da rất là mát lạnh nha các bạn. Đó. Và đây là da Ngân vừa mới sinh em bé. Ngân vừa mới sinh em bé mà các bạn thấy da Ngân rất là trắng và rất là căng. Này Ngân nhờ cái sản phẩm Encollagen này nha. Đó, các bạn thấy chỉ vừa tán nhẹ ra thôi là cái làn da của mình nó đã căng lên rồi. Tại vì đây là serum collagen căng bóng da của mình nha. Đó. Trước khi thoa kem thì cái bước đầu tiên của Ngân là Ngân sẽ thoa serum. Và đây là sản phẩm mà Ngân nhắc mạnh lại với các bạn là dành cho những bạn nào da dầu nha. Còn da khô thì có cái sản phẩm dành cho da khô riêng. Còn những bạn nào mà da hỗn hợp không khô không dầu thì bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này luôn, chứ không phải nhất thiết là riêng da dầu mà có thể sử dụng. Sau khi các bạn thoa serum xong rồi mình sẽ bổ nhẹ vào da mình nha. Đây các bạn thấy căng bóng làn da lên tức thời ngay sau khi mà vừa thoa serum lạnh lên collagen lên. Và sau bước thoa serum thì các bạn nhớ giùm Ngân phải vỗ vào da cho da nó hấp thụ hết. Và bắt đầu thì mình sẽ thoa đến cái sản phẩm là kem. Kem này thì Ngân nói thật sự các bạn xài rất là thích, da các bạn trắng hồng luôn. Và cái sản phẩm này là sản phẩm của công ty Encollagen nha các bạn, đã được kiểm định giấy phép an toàn. Và những cái sản phẩm của công ty Encollagen đều có tem của Bộ Công an, đảm bảo là hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc cho khách hàng tiêu dùng nha. Đây, sau khi mà Ngân thoa serum xong rồi bắt đầu thì Ngân sẽ thoa kem lên. Thì khi mà thoa kem lên thì các bạn nhớ đánh theo cái hướng lên giúp Ngân, để giúp kem và serum nó hấp thụ với nhau và nó làm cho da mình nó được căng lên. Các bạn thấy là vừa với thoa lên là da các bạn sẽ căng lên liền nha. Đây các bạn nhìn giúp Ngân. Đó, chỉ vừa mới thoa thôi là da đã căng lên liền luôn. Đây. Và combo này trước mặt các bạn gồm kem và serum nha. Đây là sản phẩm mà đi chung với nhau nha các bạn. Bóng da lên rất là bóng luôn.